Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ với những tin tức sự kiện đáng quan tâm được cập nhật liên tục. Và chương trình ngày hôm nay sẽ tiếp tục ghi nhận về không khí vui lễ Quốc khánh của người dân, cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua nhé. Đông đảo du khách trong nước tham quan miễn phí Đại Nội Huế. Du khách thích thú được xem pháo hoa rực rỡ mỗi đêm bên sông Hàn. Sức mua hải sản tăng mạnh nhưng giá khá ổn định trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9. Độc đáo kênh đào Panama thu nhỏ của Việt Nam. Nhiều người hào hứng xem múa rối nước dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Ấn tượng với lễ hội đường phố tại lễ hội sầu riêng trong Bắc. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa đón khách Việt Nam tham quan miễn phí tại nhiều địa điểm di tích trong quần thể di tích của Cố đô. Rất đông người đã đến với Đại Nội Huế để tham quan. Ngay từ rất sớm thì dòng người đã xếp thành hàng dài từ các cửa ra vào kinh thành Huế, đông nhất vẫn là cửa Thể Nhân, cửa Chương Đức và cửa Hiển Nhân. Còn trong khuôn viên Đại Nội Huế, dòng người tấp nập tham quan các công trình di tích cổ kính bên trong các cung điện. Tại điện Kiến Trung, nhiều người chen chân để vào tham quan chiêm ngưỡng. Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng lượng du khách đến Huế trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, từ ngày 30 tháng 8 cho đến ngày 3 tháng 9, dự báo đạt khoảng 120.000 lượt, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng. Còn ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu trong lành, mát dịu quanh năm. Vì vậy mà trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này, Đà Lạt cũng đã thu hút đông đảo du khách khắp nơi. Theo ghi nhận, các địa điểm vui chơi ở Đà Lạt như quảng trường Lam Viên, Hồ Xuân Hương đã trở thành điểm dừng chân của hàng ngàn du khách. Cái cảm nhận đầu tiên của em về Đà Lạt thì rất là mát mẻ và con người thì thân thiện. Nói chung là em rất là muốn đến Đà Lạt nhiều lần và mỗi một cái dịp rảnh rỗi thì em cũng hay thường đến. Em đến thì em thường đến, em ở trung tâm ở chỗ quảng trường thì rất là nhộn nhịp và rất là nhiều cái tiện ích. Ngoài việc tận hưởng tiết trời mát dịu và thắng cảnh hữu tình, Đà Lạt còn nổi tiếng bởi ẩm thực với những món ăn đặc sản từ tươi cho đến khô như dâu tây, hồng, atiso. Nhờ đó mỗi dịp lễ, các dịch vụ mua sắm và ăn uống cũng trở nên sôi động hơn ngày thường. Thì lên Đà Lạt thứ nhất là cái không khí nó mát mẻ trong lành. Là tụi nhỏ nó đi lên thì nó lại không thích về. Đà Lạt thì người dân Đà Lạt mình hiếu khách, rồi vui, hoạt động và tốt bụng. Đi lên đây thì thích ăn nhiều món như là đặc sản Đà Lạt thì em vẫn thích là khoai lang với dâu. Rồi đến mùa này thì có mùa hồng á, mùa hồng thì hay mua hồng về ăn. Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu mát mẻ quanh năm là địa điểm lý tưởng thu hút đông đảo lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, góp phần đưa kinh tế của tỉnh Lâm Đồng ngày một phát triển. Vũng Tàu cũng là điểm thu hút du khách dịp lễ này. Chiều qua, ghi nhận tại khu vực Bãi Sao, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khá đông du khách đến vui chơi tắm biển. Và theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì lượng khách trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ cao hơn so với hai ngày trước đó. Thống kê cho thấy trong ngày 2 tháng 9 thì tổng lượt khách tham quan, du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 207.000, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu ước đạt hơn 123 tỷ đồng. Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 236.000 lượt khách đến tắm biển. Đây là con số ấn tượng dù thời tiết tại địa phương những ngày qua mưa nhiều. Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết là trước lễ đã làm việc với một số huyện thành phố trọng điểm du lịch để nắm tình hình chuẩn bị của địa phương trong việc đón và phục vụ khách du lịch. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố cũng xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi đến vui chơi tại đây, tại địa phương trong dịp nghỉ lễ này. Đà Nẵng là thành phố gắn liền với những màn bắn pháo hoa lung linh,
Trong những ngày nghỉ lễ này thì có rất đông người dân và du khách đã đến bờ sông Hàn để thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ được trình diễn mỗi đêm. Và từ 20 giờ mỗi đêm, nhiều người dân và du khách đã tập trung tại dãy hè đường Chương Dương, đoạn từ cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn. Nhiều nhóm trải bạc ngồi bờ san sát nhau trên dãy hè, bờ kè, chờ đợi những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt. Những màn pháo hoa rực rỡ này là sản phẩm du lịch mới nằm trong show diễn bản giao hưởng bên sông. Phần trình diễn pháo hoa thường bắt đầu vào khoảng 21 giờ đến 21 giờ 30 phút hàng đêm, kéo dài trong hơn một tháng nay. Nhiều người đã chia sẻ được ngồi bên bờ sông Hàn hóng mát xem pháo hoa là một trải nghiệm rất thú vị. Nhờ hoạt động này mà các dịch vụ ăn theo như bán nước giải khát, đồ lưu niệm, giữ xe ở khu vực này cũng nở rộ. Thưa quý vị, 21 giờ tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, pháo hoa tầm cao được bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen chào mừng Quốc khánh. Hai tiếng trước giờ bắn pháo hoa thì hàng ngàn người dân du khách đã đổ về bến Bạch Đằng, quận Nhất để chờ xem. Lễ 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Những màn pháo hoa lung linh đẹp mắt được bắn trong 15 phút khiến khán giả mãn nhãn. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tối qua tạnh ráo, mát mẻ, thuận lợi cho việc trình diễn cũng như quan sát pháo hoa trong đêm. Cùng với bắn pháo hoa, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao như trình diễn drone line bên khu Thủ Thiêm, tổ chức đua thuyền truyền thống, trang trí ánh sáng đường phố. Bình Thuận là một trong những địa phương có bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tối qua tại Nova World Phan Thiết, thành phố Phan Thiết diễn ra sự kiện âm nhạc và bắn pháo hoa thu hút hàng ngàn người dân du khách đến xem. Gần đến giờ bắn pháo hoa, dòng người đổ về càng đông, đứng chật kín các con đường quanh vị trí bắn pháo hoa. Đúng 21 giờ, pháo hoa rực sáng trên bầu trời ven biển Phan Thiết. Dịp lễ 2 tháng 9 này, Bình Thuận tiếp tục trở thành điểm đến được lựa chọn khi chào đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đa cây, đa con theo tinh thần phủ xanh đất trống, cải tạo vườn tạp. Trong đó thì mô hình nuôi cá rô thương phẩm trong ao đất đã mang lại hiệu quả kinh tế khá, góp phần mở ra hướng đi mới cho nông dân ở vùng đất mặn. Tận dụng đất xung quanh nhà, anh Nguyễn Trí Toàn ở ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải đã làm ao đất nổi để nuôi cá rô đầu nhím thương phẩm. Ban đầu thì anh Toàn chỉ thử nghiệm làm một ao đất nổi với diện tích là 200 mét vuông. Sau đó thì thấy mô hình hiệu quả, anh mạnh dạn cải tạo thêm 4 ao nuôi. Theo anh Toàn thì cá rô rất dễ nuôi, màu lớn, chi phí đầu tư thấp hơn so với nhiều mô hình chăn nuôi khác mà lại dễ tiêu thụ và có giá bán tương đối cao. Hiện cá rô thương phẩm có giá dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký. Qua 4 tháng nuôi trừ chi phí, anh lợi nhuận từ 35 cho đến 45.000 đồng một ký cá. Mô hình nuôi cá rô thương phẩm tuy không mới nhưng ở vùng đất phèn mặn quanh năm thì đây được xem là cách làm sáng tạo, qua đó góp phần đa dạng hóa sản xuất, giúp cho nông dân tăng thu nhập. Thưa quý vị, hải sản là một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh vào dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, với sức mua tăng gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Tuy nhiên năm nay, nguồn cung hải sản dồi dào nên giá không tăng như những năm trước. Những ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng như là ốc hương, nghêu, càng ghẹ, ghẹ, cua rất hút khách. Tại một cửa hàng chuyên bán hải sản trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, thì ghẹ sống đang được bán với giá khoảng 150.000 đồng một ký, loại từ 12 đến 15 con một ký, 400.000 đồng một ký, loại 3 con một ký trở xuống. Loại được ưa chuộng là 300.000 đồng một ký, là từ 3 đến 7 con một ký. Giám đốc một hợp tác xã thu mua cua tại Cà Mau cho biết, mọi năm dịp lễ giá cua sẽ tăng mạnh, nhưng năm nay thị trường khá bình ổn. Trong khi đại diện một công ty hải sản có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, hệ thống cửa hàng của công ty ghi nhận lượt mua tăng lên 2 đến 3 lần ngày thường, nhưng chưa bằng dịp lễ này các năm trước. Thay vì chọn những loại hải sản đắt tiền như là cua hoàng đế, tôm hùm, thì năm nay nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua cua trong nước hoặc là tôm sú, tôm càng xanh, vân vân. Quý vị
chương trình, các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Độc đáo kênh đào Panama thu nhỏ của Việt Nam. Nhiều người hào hứng xem múa rối nước dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ấn tượng với lễ hội đường phố tại lễ hội sầu riêng trong Bắc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Là kênh đào với âu tàu lớn nhất ở Việt Nam, đảm bảo cho tàu 3.000 tấn đi qua, kênh Nghĩa Hưng nối sông Đáy với sông Ninh Cơ tại Nam Định không thể sánh với kênh đào Panama nổi tiếng thế giới về quy mô nhưng có tính năng tương tự. Vì vậy, một số người ví kênh đào Nghĩa Hưng là kênh đào Panama thu nhỏ của Việt Nam. Sau hơn 2 năm thi công, ngày 25 tháng 7 năm 2023, kênh Nghĩa Hưng được đưa vào khai thác với vai trò luồng đường thủy nội địa quốc gia. Kênh dài khoảng 1 km, chiều rộng phía sông Ninh Cơ là 90 m, chiều rộng phía sông Đáy là 100 m. Kênh có âu tàu dài 279 m bằng bê tông cốt thép lớn nhất Việt Nam. Tổng mức đầu tư dự án kênh Nghĩa Hưng là 107,19 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.300 tỷ đồng. Kênh Nghĩa Hưng giúp tàu 3.000 tấn từ biển qua cửa Lạch Giang vào sông Ninh Cơ, sang sông Đáy tới Ninh Bình, thay vì đi vòng qua sông Nam Định, có nhiều đoạn quanh co nhỏ hẹp không an toàn. Từ khi có kênh đào Nghĩa Hưng, chỉ mất hơn 20 phút để qua lại giữa hai sông hoàn toàn miễn phí. Từ khi đưa vào khai thác đến tháng 8 năm 2024, kênh Nghĩa Hưng đã phục vụ gần 12.800 lượt tàu an toàn, trong đó tàu có tải trọng trên 2.000 tấn chiếm gần 15%. Có thể nói, kênh Nghĩa Hưng đã phát huy hiệu quả đầu tư ngay khi đưa vào khai thác vì rút ngắn quãng đường, thời gian vận chuyển, tăng hiệu quả khai thác của tàu từ các cảng ở Ninh Bình đến Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với lượng tàu tăng trưởng nhanh, dự kiến kênh Nghĩa Hưng sẽ sớm đạt công suất khai thác tối đa. Tại Đồng Nai, thì để đảm bảo tiến độ các dự án trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 này, thì các đơn vị triển khai dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh như là sân bay Long Thành, đường vành đai 3, đoạn Tân Vạn - Nhân Trạch và cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn quy động nhân lực phương tiện thi công xuyên suốt trong các ngày nghỉ lễ. Tại sân bay Long Thành, nhà thầu quy động hơn 8.000 nhân lực, máy móc đồng loạt thi công 4 gói thầu gồm nhà ga hành khách, đường băng, hệ tuyến giao thông kết nối và đài kiểm soát không lưu. Trong đó, nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án, đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép, dầm sàn các tầng và đang lắp đặt kết cấu thép mái nhà ga. Còn tại đường vành đai 3, đoạn Tân Vạn - Nhân Trạch và cao tốc Bến Lức - Long Thành, các đơn vị quy động hàng ngàn nhân lực, phương tiện tập trung thi công những hạng mục thuộc đường găng tiến độ của dự án. Cả hai dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2025. Chứ không chỉ không khí lao động trên công trường các dự án trọng điểm vẫn diễn ra bình thường, mà trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 này, lực lượng công an ở một số địa phương cũng đã sắp xếp bố trí nhân lực phương tiện để làm căn cước cho người dân như ngày bình thường, ghi nhận của chương trình tại Thanh Hóa. Những ngày này, thì công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì hai tổ thu nhận hồ sơ căn cước do linh hoạt giải pháp. Đến nay, công an huyện Hà Trung đã cấp căn cước cho hơn 8.400 công dân. Chúng tôi đã chủ động mua thêm máy móc mắt và mua thêm trang thiết bị để chúng tôi phục vụ hai cái tổ làm căn cước cho công dân. Chúng tôi đã tập trung tăng cường cái lực lượng, huy động tăng cường công an xã lên để chúng tôi duy trì hai tổ và làm xuyên lễ. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, công an các địa phương của tỉnh đã thu nhận gần 421.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước, đứng thứ ba toàn quốc. Lực lượng công an đã tổ chức thêm ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ lễ để phục vụ người dân. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu cấp thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo đơn vị tổ chức tập trung thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân trên địa bàn với phương châm con người dân làm thủ tục là còn làm việc. Khi bước vào năm học mới 2024-2025 tới đây, công an toàn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các nhà trường để thu nhận hồ sơ làm căn cước cho học sinh ngay tại trường.
đồng thời công an các xã thị trấn thu nhận hồ sơ làm căn cước cho công dân tại nơi cư trú. Thưa quý vị và các bạn, múa rối nước truyền thống là một hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thì nhiều người dân và du khách đã được thưởng thức miễn phí các tiết mục múa rối nước tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Trong ngày 1 và 2 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long, du khách được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật múa rối nước đặc sắc. Những câu chuyện dân gian, truyền thuyết được tái hiện một cách sống động, mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa độc đáo và khó quên. Mọi người đi vào xem múa rối rất là đông và mình cũng rất là hào hứng và mình vào đây trải nghiệm và mình thấy là mình cũng nói chung là không thể miêu tả được những cái mà trước đây mà mình chưa tưởng tượng ra, những cái mà múa rối rất là đặc trưng, rất là hay và mình thấy là cần phải giữ gìn và ngày càng và phát triển và quảng bá rộng rãi hơn nữa. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đã có từ lâu đời. Tuy nhiên đến nay, việc giới thiệu quảng bá loại hình này còn nhiều hạn chế. Đối với các khán giả trẻ bây giờ đã có rất nhiều những cái phương tiện thông tin đại chúng công nghệ hấp dẫn. Nhưng mà đối với loại hình múa rối nước truyền thống ấy, chúng tôi muốn bảo tồn và để phát huy và để cho các lớp trẻ nhận thức thêm về cái ý thức, cái loại hình nghệ thuật truyền thống mà độc nhất vô nhị của chúng ta. Cái dịp này biểu diễn miễn phí đến đông đảo quý vị khán giả, và những cái dịp này thì quý vị khán giả sẽ tiếp cận và biết hiểu biết thêm về loại hình múa rối nước truyền thống của cha ông. Trong nỗ lực gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật múa rối nước truyền thống, các nghệ sĩ múa rối cũng không ngừng sáng tạo, thể hiện những màn trình diễn công phu và hấp dẫn nhất để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến công chúng. Còn trong khuôn khổ lễ hội Sầu Riêng lần thứ 2 năm 2024, người dân huyện Trong Bắc tỉnh Đắk Lắk và du khách từ khắp nơi đã được qua mình với lễ hội đường phố. Và đây cũng là một trong những điểm mới và ấn tượng so với lễ hội Sầu Riêng lần thứ nhất. Những chú giò dẫn đầu đoàn diễu hành đường phố cùng hình ảnh những con rồng và nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc khác đã thu hút hàng vạn người đổ ra thị trấn Phước An, huyện Rồng Bắc để hòa mình với lễ hội đường phố. Ấn tượng nhất là mấy chú voi. Rất chi là hạnh phúc khi lễ hội lớn như này. Ước mơ là còn lớn nhiều hơn nữa. Rất vui, rất hoành tráng. Người dân đây rất thân thiện. Hy vọng là lần sau cũng được tham dự. Không chỉ người dân và du khách trong nước, lễ hội Sầu Riêng cũng đã thu hút và tạo ấn tượng đẹp trong lòng những vị khách quốc tế. Rất vui khi tôi có mặt ở đây vào lúc này. Lễ hội diễn ra rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội này tại Việt Nam. Lễ hội đường phố tại lễ hội Sầu Riêng Krông Bắc không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, mà còn là cơ hội để kết nối, quảng bá du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế, phát huy giá trị văn hóa kinh tế của trái sầu riêng, nâng tầm sầu riêng Krông Bắc. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa ẩm thực chính là một trong những điều thể hiện đặc trưng của các vùng miền, các địa phương, các dân tộc. Ghi nhận tại Lào Cai thì hội thi ẩm thực là một trong những hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Văn Bàn. Và hội thi đã thu hút nhiều đội đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia, với thành viên là những người có tay nghề nấu ăn và am hiểu về ẩm thực truyền thống của địa phương. 21 đội thi tới từ các xã thị trấn đã đem đến hội thi những mâm cỗ đại khách vô cùng thơm ngon, đặc sắc và ấn tượng. Trong thời gian 2 giờ, thành viên mỗi đội thi đã tập trung hoàn thành mâm cỗ đại khách với những món ăn theo phong tục truyền thống của người dân địa phương. Qua đôi bàn tay khéo léo của những đầu bếp có tay nghề và am hiểu về ẩm thực địa phương, những món ăn và mâm cỗ như được thổi hồn, rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ những nguyên liệu sạch tươi ngon do chính người dân tự nuôi trồng được đưa vào mâm cỗ, như bánh chưng đen, xôi màu, cá suối nướng, măng bói luộc, thịt trâu sấy, thịt gà đen, thịt lợn đen bản địa. Có thể nói, những mâm cỗ đại khách tại hội thi đã để lại ấn tượng với người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá nét đẹp ẩm thực nói riêng, cũng như văn hóa các dân tộc ở Văn Bàn nói chung. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.